hai anh em ngộ độc botulinum vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm. Hậu Giang sạt lở làm sụp lún 5 căn nhà người dân. Vụ phân xác ở Bình Dương, công an phát thông báo tìm kiếm tới doanh nghiệp. Cảnh sát biển khống chế 3 đối tượng mang ma túy bán cho ngư dân. Quy hoạch mở rộng, làm thế nào để Đà Lạt mãi xanh? Kính chào quý vị khán giả của Góc nhìn trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2023. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Trinh Trà của chương trình Góc nhìn trưa nay. X Sài Gòn hay về nghiên cứu sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới, đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Sau 14 ngày được các bác sĩ tích cực điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng sức khỏe của hai anh em ruột làm nghề vá xe lưu động quê Hậu Giang được xác định ngộ độc botulinum vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Người anh được xác định đang bị nặng hơn so với lúc nhập viện. Theo các bác sĩ, dù 6 lọ thuốc botulinum giải độc đã về đến bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh nhưng chỉ có tác dụng dự phòng, các bệnh nhân đã qua thời gian vàng giải độc. Việc sử dụng thuốc trong giai đoạn này không có tác dụng trong việc điều trị cho các bệnh nhân. Hôm nay là ngày 26 tháng 5. Về tình trạng bệnh cũng diễn tiến bệnh của hai bệnh nhân bị ngộ độc botulinum, đó là hai anh em đã nhập viện vào bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 13 tháng 5. Hôm nay là ngày thứ 14 của bệnh. Thì về tình trạng diễn tiến của người em, thì ngay từ đầu bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, liệt cơ, sức cơ tứ chi là 1/5. Và đến thời điểm hiện tại thì vẫn không có sự, chưa thấy có cái sự cải thiện và hồi phục. Riêng về người anh thì ngay từ thời điểm đầu thì bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có diễn tiến là khá hơn người em. Nhưng mà đến sau 14 ngày điều trị thì tình trạng diễn tiến của người anh này thì có cái sự về liệt cơ, thì có tình trạng là diễn tiến xấu hơn, tăng dần. Và đến tại thời điểm hiện tại thì sức cơ tứ chi của người anh là khoảng là 2/5 đến 3/5. Hiện tại hai bệnh nhân này vẫn đang nằm phòng hồi sức tích cực của khoa bệnh nhiệt đới. Và chúng tôi đang vẫn cố gắng dùng những cái phương pháp điều trị tích cực để giúp để và phòng ngừa những cái biến cố sau đó và ngăn chặn những cái diễn tiến bệnh có khả năng xấu hơn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng không nói trước được những cái diễn tiến sau đó và gì có thể có khả năng xảy ra đối với hai bệnh nhân. Với các bệnh nhân, hiện nay các bác sĩ chủ yếu sử dụng các biện pháp nuôi dưỡng và cho thở máy. Tuy vậy, đây là phương pháp bất đắc dĩ bởi bệnh nhân đối diện với nhiều biến chứng và nguy cơ diễn biến nặng rất cao. Khu vực xã Tân Long vài năm trở lại đây trở thành điểm nóng về sạt lở của huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Bởi khu vực này có khoảng 1.200m bờ sông với hơn 90 hộ dân nằm trong diện nguy cơ sạt lở cao, trong đó có 30 căn nhà có nhiều dấu hiệu nứt. Sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 5, làm gian nhà sau của 5 căn liền kề tại ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long bị sụp lún, trong đó có 4 căn bị sụp hoàn toàn, 1 căn răng nứt nghiêm trọng, rất may không gây thiệt hại về người, nhưng vụ sạt lở đã lấn sâu vào đất liền khoảng 5 mét, làm mất khoảng 100 mét vuông đất và nhiều tài sản có giá trị của người dân. Thống kê thiệt hại ban đầu hơn 200 triệu đồng. Khi sự việc xảy ra, huyện Phụng Hiệp đã huy động lực lượng quân sự, công an huyện kết hợp với lực lượng tại chỗ nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai, trước mắt trục vớt tài sản, tháo dỡ và di dời bớt các tài sản ra khỏi khu vực sạt lở, đồng thời cũng hỗ trợ chỗ ở cho bà con chờ di dời đến nơi ở mới. Theo Ủy ban nhân dân xã Tân Long, đây là vụ sạt lở thứ hai tính từ đầu năm 2023 đến nay. Hiện khu vực này còn khoảng 25 căn nhà có nhiều dấu hiệu răng nứt, có thể sụp lún bất cứ lúc nào. Thưa quý vị, khảo sát các loại trái cây tại nhà vườn một số tỉnh miền Tây cho thấy hiện giá mít Thái và chôm chôm chính vụ đầu mùa đang giảm sâu khiến nông dân chật vật tìm đầu ra. Theo bà con nông dân, hiện thương lái đến vườn thu mua mít loại 1 chỉ 10 đến 12 ngàn đồng một kg, mít loại 2, loại 3 chỉ còn 3 đến 7 ngàn đồng một kg. Với giá bán như hiện nay, người dân lỗ vốn. Ngoài chịu cảnh giá mít giảm, hiện các thương lái cũng hạn chế đến vườn thu mua với lý do vừa không ăn hàng, dội chợ, xe không qua cửa khẩu được. Không ai mua nên người trồng mít để chín cây, chia cho bà con lối xóm ăn ngán rồi đem bỏ. Ít thì cho cá, ốc ăn, nhiều quá thì chặt bỏ đi.
Nếu lái có mua, hàng loại 1 trái phải từ 9kg trở lên, múi phải to, trái phải tròn đều, không sẹo, không sơ đen, không chín cây, bị vết nứt. Còn không đạt được, thương lái chỉ mua với giá 2.000 đến 3.000 đồng một kg. Còn tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, chôm chôm các loại cũng bắt đầu cho trái chính vụ, tuy nhiên giá chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ. Năng suất thì cao nhưng giá thu mua thấp, nông dân trồng chỉ hòa vốn, còn ai thuê đất thì lỗ vài triệu đồng trên 1 hecta. Giá chôm chôm Thái hiện nay chỉ còn 17 đến 20.000 đồng một kg, chôm chôm Indo từ 10.000 đến 12.000 đồng một kg, chôm chôm Java từ 8 đến 10.000 đồng một kg. Tới chiều ngày 26 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phát thông báo tìm kiếm tới các doanh nghiệp địa phương để làm rõ vụ người phụ nữ nghi bị phân xác, tìm thấy một phần thi thể tại phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên. Ban quản lý các khu công nghiệp, công an cấp xã, công an đồng khu công nghiệp được đề nghị triển khai rà soát, xác định trường hợp nhân viên công ty, công nhân, người lao động không đến làm việc, không liên lạc được, không rõ lý do nghỉ việc, nắm thông tin trong công nhân, người lao động. Công an tỉnh Bình Dương cho biết, với các thông tin được tổ chức cá nhân trình báo có giá trị, giúp khám phá vụ phân xác sẽ được bảo vệ bí mật cho người cấp tin và đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng xứng đáng. Hiện các điều tra viên hình sự của Bộ Công an và Công an các tỉnh đã vào cuộc tìm kiếm các phần thi thể còn lại, mở rộng điều tra. Ngày 27 tháng 5, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng nhiều phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Tô Hiệu khiến hai người thương vong. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh PC07, vào lúc 2 giờ 55 phút ngày 26 tháng 5, đơn vị nhận được tin báo cháy tại nhà dân nằm trên đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nên lập tức điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, do bên trong căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa càng lúc càng lan rộng. Đến 3 giờ cùng ngày, đám cháy mới được cơ bản khống chế. Vụ cháy khiến ông TCC sinh năm 1958 tử vong, còn bà NTHN sinh năm 1963 bị bỏng, hiện đang điều trị tại bệnh viện. Người dân cho biết, hai nạn nhân nêu trên là vợ chồng sinh sống bằng nghề bán hủ tiếu gõ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án tàng trữ ma túy trên biển để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao cho cơ quan chức năng. Vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 26 tháng 5 năm 2023, trên tàu Thạch Thới số hiệu KG95957 thuộc khu vực biển cách cảng đường thủy nội địa phường 5, thành phố Vũng Tàu khoảng 0,4 hải lý, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã khống chế bắt quả tang đối tượng Lê Hữu Cường sinh năm 1984, thường trú thành phố Vũng Tàu. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hai gói ni lông được hàn kín bên trong chứa tinh thể màu trong suốt, trọng lượng khoảng 5,9 gram. Đối tượng khai nhận là ma túy dạng đá và đang mang đi bán cho các con nghiện là ngư dân, thuyền viên đánh cá trên biển. Thưa quý vị, nhằm mục đích tìm ra những giải pháp quy hoạch du lịch, nông nghiệp, rừng để thành phố Đà Lạt phát triển bền vững, ngày 26 tháng 5, Báo Tuổi Trẻ tổ chức tọa đàm để Đà Lạt mãi xanh tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Lâm Đồng, các chuyên gia, doanh nghiệp tại địa phương và thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, nhiều vấn đề quan trọng và ý kiến tâm huyết đã được đưa ra để cùng hiến kế, góp ý cho sự phát triển của Đà Lạt trong tương lai. Vừa qua, tỉnh ủy Lâm Đồng đã thống nhất phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 đến 2030. Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2025, thực hiện sáp nhập huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt, hình thành một đơn vị hành chính mới. Động thái này được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho thành phố ngàn hoa. Cơ hội của Đà Lạt là trong bối cảnh mới thì Đà Lạt vẫn là có những cái lợi thế là đã được quy hoạch từ trước và hệ thống đô thị trong vùng gồm 4 cái đô thị vệ tinh thì cũng đã có cái trình độ phát triển về hạ tầng kỹ thuật một cách tương đối là tốt. Tốc độ đô thị hóa thì nó là cái việc thách thức với cái công tác bảo tồn và các giá trị di sản cũng như là bảo tồn về cảnh quan. Thứ hai là cái thách thức về nguồn lực để phát triển Đà Lạt thì trong đó có nguồn lực để phát triển về hạ tầng kết nối vùng là cũng là một thách thức. Hai nữa là nguồn lực để phát triển nội vùng
phát triển cái trình độ hạ tầng kỹ thuật cũng như là về văn hóa xã hội ở trong nội vùng cũng đã là một thách thức. Khi sáp nhập Lạc Dương vào Đà Lạt sẽ hình thành một Đà Lạt mới với địa giới hành chính mở rộng gấp 4 lần hiện hữu. Cả Đà Lạt và Lạc Dương đều cùng nằm trên cao nguyên Lâm Viên. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là chủ trương có tính chất cởi bỏ những ràng buộc cơ học để Đà Lạt và vùng ven, vùng lân cận cùng phát triển. Ở cái góc độ một cái người làm quy hoạch lâu năm ở Việt Nam thì theo quan điểm cá nhân tôi thì nó có 3 cái vấn đề. Thì vấn đề thứ nhất là phải tích hợp cái chiến lược phát triển xanh với lại kế hoạch phát triển bền vững trong tương lai. Mà trong cái đấy thì đối với vùng Đà Lạt mở rộng ra thì nhấn mạnh vào yếu tố văn hóa. Thì cá nhân tôi cho rằng văn hóa là một yếu tố cốt lõi giúp Đà Lạt phát triển xanh một cách bền vững và giúp cho Đà Lạt cạnh tranh được với rất nhiều những khu du lịch khác, thành phố khác và phát triển được cái bản sắc nội lực của Đà Lạt trong tương lai. Một cái yếu tố nữa mà tôi cho rằng rất là quan trọng ấy, là phải định vị lại cái thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận ở quy mô quốc gia và quốc tế. Các doanh nghiệp tham dự tọa đàm cho rằng khi quảng bá du lịch dùng thương hiệu Đà Lạt rõ ràng hiệu quả tiếp cận cao hơn rất nhiều. Phát triển Đà Lạt, Lạc Dương song hành, tương hỗ là cách hay để thúc đẩy kinh tế ở cao nguyên Lâm Viên. Thì với doanh nghiệp thì đây là một tin mừng. Tin mừng vì với doanh nghiệp thì đây là một trong cơ hội để thu hút các người đầu tư vào Đà Lạt. Cũng khi đầu tư vào Đà Lạt thì chúng ta sẽ có một lượng khách khá lớn để chúng ta có một những sản phẩm dịch vụ mới ở vùng phát triển mới để chúng ta hòa nhập cùng với thế giới, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh. Thì với tư cách là thành viên thì tôi nghĩ là chúng tôi sẽ đồng hành cùng với chính quyền địa phương để thông tin những cái nguyện vọng của doanh nghiệp, những định hướng phát triển của doanh nghiệp. Theo các chuyên gia, cần có một quy hoạch về ngành, về lĩnh vực để phát huy tốt các giá trị, hướng đến một nền kinh tế xanh, tăng trưởng xanh trong tương lai. Đồng thời, mạnh dạn chuyển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa sang sản xuất từng nền kinh tế nông nghiệp, sản xuất chuyên canh từng vùng để tăng giá trị sản xuất nông nghiệp. Lĩnh vực dịch vụ tập trung phát triển du lịch chất lượng cao, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Phấn đấu phát triển thành phố Đà Lạt thành trung tâm du lịch lớn cả nước và khu vực. Bên cạnh đó, tối ưu hóa, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, phát triển du lịch bền vững. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11h30 phút mỗi ngày trên trang video.tuoitre.vn. Mọi đóng góp cũng như thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoavongtuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Trang Thức. Xin kính chào và hẹn gặp lại.